Hiếu Thông Vlog xin chào các anh chị và các bạn nha. Mình tiếp tục phần 3 nha các bạn. Mở một cái tab lên nữa. Ví dụ mà bạn muốn lấy cái hình này thì mình còn xây cái hình này cho nó đứng lên chứ. Tại cái áo đang nằm xéo á. Rồi, Dũng cũng dùng cái ô vuông này để vẽ một cái hình. Cắt cái hình nó ra. Nó chuột phải. Bovalid. Cũng tương tự như nãy thôi. Rồi bạn xức nó ra thành một tấm hình. Bạn cũng tiếp tục tìm kiếm thôi. Đây hình này nè bạn. Nó kéo vô. Bạn có thể áp dụng cách này để tìm bất cứ cái hình nào tương tự, nếu mà có trên Google thì tìm rất là lẹ. Đó, các bạn thấy không? Nó ra liền luôn nè. Mình áp dụng cách này để mình làm file cho khách rất là hiệu quả nha các bạn. Mình sẽ tìm những cái hình mà có độ phân giải ở đây lớn nè, các bạn thấy độ phân giải không? Kích thước này hiển nhỏ quá, cái ảnh nó ra rất là tệ. Mình sẽ kiếm cái kích thước cái ảnh nè thật là lớn. Ở đây mình có tấm hình này rồi, mình lấy tấm hình này mình kéo vô lên mình tìm tiếp tục nha các bạn. Lấy tấm hình này kéo lên đây tìm luôn. Nó sẽ ra. Đây nè các bạn. Nè các bạn thấy độ phân giải nó không? 900 lớn hơn nãy nè. 360 là hình nãy nè. 900 là nó cái kích cỡ của nó sẽ to hơn. Đây mình bấm vô thử hình này mình xem thử coi. Nó đang điều tiết. Hình này 900 mà nó không được nét các bạn. Hay là mạng nó chưa chạy xong. Mình chờ chút cho nó chạy xong hết đi. Có rất là nhiều hình tương tự luôn nè các bạn. Hình này mờ lắm. Nó lớn nhưng mà nó vẫn mờ. Mình sẽ tìm hình khác. Mình tiếp tục qua trang thứ hai coi còn hình nào lớn hơn không. 360 không à. 800, 800. Các bạn muốn nó cúp sao chép cái hình nó đẹp đó, phải bấm vô nó. Rồi đẹp xong đợi nó điều tiết xong. Nó tải xong gõ nét, các bạn bấm vào copy nó mới đẹp được nha các bạn. Cái hình này độ phân giải thấp quá các bạn. Các bạn bấm vô truy cập trang web nè để tìm cái hình nó rõ hơn các bạn. Đó, bạn bấm vô thấy hình nó rõ hơn. Đây mình sẽ bấm chuột phải để mình sao chép hình ảnh nè. Đây mình sẽ bán file á. Các bạn muốn cái file gốc luôn các bạn mua. Đây mình bát ra nè. Đó. Cái hình này là ok nha các bạn. Hình này thì là in lên là rất là đẹp luôn rồi. Mình sẽ dùng cái cục tẩy này để mình cắt bỏ những cái phần không cần thiết đi. Cục tẩy nè các bạn. Dưới nè bấm vô góc nè, bạn cắt nó đi, cắt thủ công. Đây là cắt thủ công. Cắt rồi đó các bạn, để xin vẽ lên cái nền, vẽ cái nền lên để cho bạn thấy rõ nè. Bấm Ctrl E cho cái nền, Ctrl N cho cái nền xuống dưới. Đó các bạn thấy không? Đây, xin cắt lại cho bạn xem này.
Mình cắt tới đâu thôi, cắt bỏ thôi. Quên. Bấm vô cái hình này á, rồi mình mới cắt cái hình này được chứ. Đó, nó đứt không các bạn? Đây là cắt do cái nền trắng mình, do cái hình nền trắng nên mình không cần bỏ nền cũng được, mình chỉ cắt những cái phần chữ này bỏ thôi là ok rồi này. Rồi mình bấm Ctrl K để cho nó tách ra, xong rồi mình xóa xóa những phần này đi, mình giữ lại cái hình kia thôi. Vậy là mình in ra ok các bạn. Cái nền trắng do mình mà mình in nhiệt là không in được cái màu trắng, nên mình nó chỉ in được cái màu cho mình thôi, nên mình để nền trắng không có ảnh hưởng gì hết. Còn cách thứ hai nữa, mình sẽ cứ bát cái hình nó ra nữa, cũng tương tự như nãy, mình để mình xin vẽ một cái hình nền để cho bạn thấy rõ hơn. Mình chỉ cần cho nè cho xuống dưới, mình sẽ hút bỏ cái nền trắng này đi, mình bấm đây nữa giùm bạn, chữ bi mát nè, các bạn thấy chữ bi mát không, bấm vô nó sẽ ra bảng này, bạn bấm vô bút nè, mình sẽ hút cái nền trắng đi. Được rồi, tiếp vô đây nữa chứ, à chọn đây đó, bạn chọn trên này hai nè, tiếp vô chỗ này nha, các bạn tăng giảm cái này là để nó hút nhiều ít nè. Đó. Các bạn nhiều thì hút, nó hút mất luôn cái hình của mình luôn, mình tăng ít thôi, tùy theo cái nền này nó không phải là trắng hết, nó còn lẫn đen vô nữa bạn, nên nó hút không có sạch đó. Nếu bạn tăng này lên cho nó hút mất thì nó lại mất luôn cái hình mình đó, đen ở ngoài luôn, nó xúc len luôn những cái phần trên cái hình này luôn, nhưng mà vẫn ok nha bạn. Đây là cái cách tách nền. Cái này nó cũng còn cái chữ này, mình cũng dùng cái công cụ cắt nãy mình cắt bỏ cái này đi luôn. Đây bấm mình trên K xóa này đi, đó như hình này là in ok rồi các bạn, in lên áo rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ lưu hình lại như vậy. Xin có để đường link file này ở phần mô tả, các bạn có thể download file về để sử Mình dụng. sẽ lấy hình này nha, xóa bỏ mấy hình này đi, để mình lưu file lại luôn. Rồi, tương tự những cái hình khác thì các bạn cũng tìm như vậy thôi. Còn những cái hình nào tìm không có thì thôi. Thì mình sẽ dùng cách khác, xin file hay sao đó. Hoặc mua file. Và video cũng hơi dài rồi các bạn, các hình khác mình cũng tìm tương tự như vậy thôi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.